Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 14 tháng 2, hơn 57.500 học sinh bậc tiểu học mầm non của tỉnh Long An sẽ quay trở lại trường. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị của các cơ sở giáo dục cơ bản đã hoàn tất. Hầu hết các trường đều chú trọng phòng chống dịch COVID-19 và đặt an toàn của học sinh lên hàng đầu. Tại trường Mẫu giáo Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, công tác chuẩn bị điều kiện đón trẻ trở lại lớp học được nhà trường chuẩn bị chu đáo. Trước khi đến trường, trẻ sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn, trường đã xây dựng phương án và quy định việc đón trả trẻ phù hợp, bảo đảm an toàn. Đặc biệt, khu vực phòng học cũng được giãn cách, giờ ra chơi sẽ chia thành nhiều khu vực khác nhau. Xây dựng phương án xử lý tình huống nếu có F0, F1 tại lớp học, trường học để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất cho trẻ. Khi nhà trường phát hiện ca nghi nhiễm, thì các cô giáo sẽ đưa trẻ đến phòng cách ly. Thì tại nơi đây thì cô giáo sẽ an ủi, động viên cái tâm lý của trẻ. Đồng thời thì nhà trường cũng bố trí cái lối đi dành riêng cho trẻ bị nghi nhiễm. Thì cái lối đi này là nhà trường ban đầu là dự kiến sẽ giăng dây, nhưng mà để tạo cái tâm thế an tâm cho trẻ. Thì trẻ thì nhiều khi hoặc là phụ huynh khi vào trường thì thấy giăng dây thì phụ huynh sẽ sợ. Cho nên là trường đã thiết kế những cái dây chông chóng nhiều màu sắc để gây hứng thú cho trẻ cũng như sự an tâm đối với phụ huynh học sinh khi gửi trẻ vào trường. Đến nay thì tỷ lệ trẻ ra lớp của trường mẫu giáo Tân Phước Tây đạt gần 80%. Dự kiến tỷ lệ này sẽ còn tăng trong những ngày tới. Lúc đầu em cũng có hơi lo sợ, nhưng mà em cũng muốn đưa trẻ đến trường để trẻ được vui chơi, được học tập cùng với các bạn. Cũng như nhiều trường học trên địa bàn huyện Tân Trụ, trường tiểu học Lạc Tấn đặt phương châm an toàn của học sinh là trên hết để đón gần 700 học sinh trở lại học trực tiếp. Do đó, công tác phòng chống dịch được nhà trường chú trọng. Học sinh đến trường sẽ được phân luồng và yêu cầu thực hiện nghiêm 5K để đảm bảo an toàn. Song song đó, trường còn xây dựng kịch bản phòng chống dịch với y tế địa phương. Trong nhà trường thì cũng đã tập huấn, nói chung là diễn tập là kết hợp với y tế xã để diễn tập lại các cái tình huống. Nếu mà là học sinh có bị F0 thì mình cũng biết xử trí, bình tĩnh, tự tin để nó làm sao để cho học sinh nó, các em học sinh còn lại thì không hoang mang, không có sự phân tán để tiếp tục việc học bình thường. Sau thời gian dài học trực tuyến, giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh đang mong chờ ngày được quay trở lại trường học để thực hiện kế hoạch còn lại của năm học. Qua những cái ngày mà dạy trực tuyến thì cô trò chỉ gặp mặt, chỉ đối diện nhau qua cái màn hình, cho nên rất là nôn nao được cái ngày để các em được học trực tiếp, để cô trò gặp nhau, để mình cùng chia sẻ tâm sự gần gũi và hiểu được tâm lý của những em có những cái hoàn cảnh khó khăn, để mình được giúp đỡ cho các em có cái niềm vui, cái phấn khởi khi đến trường. Huyện cũng quyết tâm tạo mọi điều kiện để cho trẻ đến trường, để nó có giao lưu về với bạn bè, giao lưu về kiến thức, để kiến thức nó được tích lũy tốt hơn. Một cái thời gian nghỉ dịch quá dài thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nặng nề đến tâm lý của các em. Và hầu như là các em cũng nôn nức đến trường. Phụ huynh thì cũng đã đồng thuận rất là cao. Đến giờ phút này thì đối với tiểu học thì trên 90% phụ huynh đã đồng ý cho các em đến trường rồi. Số còn lại thì chủ yếu là do phụ huynh còn lo lắng thôi. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục động viên vận động. Còn đối với cấp học mầm non thì cũng trên 70% đã đồng ý cho các em đến trường. Và việc các em đến trường thì cũng tạo điều kiện rất là thuận lợi cho phụ huynh đi làm công nhân, đi lao động, nó sẽ thuận lợi hơn. Đến thời điểm này, trên 438 trường học từ cấp mầm non, tiểu học trên địa bàn tỉnh đã hoàn tất công tác chuẩn bị các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho hơn 57.500 học sinh tiểu học mầm non trở lại trường. Đến nay thì tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho con trở lại trường từ ngày 14 tháng 2 khá cao, gần 70%. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại của phụ huynh nên tỷ lệ này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Ngành giáo dục rất mong sự quan tâm, đồng hành, ủng hộ và chia sẻ của phụ huynh để kế hoạch đưa học sinh trở lại trường những ngày tới sẽ diễn ra thuận lợi và thông suốt. Đến ngày 4 tháng 2 thì coi như là
cái việc mà đón học sinh ra trường thì đã được các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì theo tinh thần chỉ đạo của ban tỉnh thì là dù là học sinh đến trường tỷ lệ đối mầm non mà tỷ lệ học sinh đến ít thì vẫn tổ chức giảng dạy trực tiếp cho các em với số lượng như vậy, nhưng mà với tinh thần là coi như là tuyên truyền vận động để tạo sự đồng thuận phụ huynh. Khi mà phụ huynh thấy con em đến trường học an tâm an toàn thì sự đồng thuận sẽ tăng lên. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo từ các trường mầm non, tiểu học, phụ huynh và các em học sinh trên địa bàn tỉnh Long An có thể yên tâm trở lại học tập trong một môi trường an toàn, góp phần hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm học